Blackpink chào khán giả bằng tiếng Việt. Khoảng 30.000 người gieo hò khi bốn thành viên Blackpink xuất hiện nói xin chào bằng tiếng Việt tối 29 tháng 7. 19 giờ 50 phút, nhóm xuất hiện trong trang phục màu hồng, biểu diễn ca khúc How You Like That. Bốn cô gái mặc đồ khác với các buổi biểu diễn trong World Tour. Nhóm tiếp tục biểu diễn liên khúc Whistle, Pretty Savage Bốn thành viên hát nhảy máu lửa, khuấy động sân khấu từ những phút đầu tiên. Sau phần mở màn, nhóm chào khán giả bằng tiếng Việt. Rose và Lisa nói trời lúc chiều đổ mưa nhưng rất may mắn đã tại Họ làm động tác sởn da gà khi thấy khán giả của Vũ nhiệt tình. Nhóm tiếp tục làm nóng sân khấu với lớp Secret Don't Know What To Do trước khi nghỉ giải lao. Trở lại sân khấu, Blackpink khiến khán giả phát cuồng với Kill This Love, một trong những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm. Tiết mục được thiết kế với các hiệu ứng như khói và pháo hoa. Với Playing With Fire, nhóm thể hiện khả năng hát live ổn, đặc biệt là giọng ca chính Rose. Phần rap của Lisa được nhiều khán giả của vũ nhiệt tình. Trong phần giao lưu khán giả thứ hai, Jenny nói các bạn có vui không? Còn Jisoo yêu cầu fan hét lên. Hàng nghìn người liên tục hô tên các thành viên của nhóm. Biểu diễn Pink Venom, ca khúc chủ đề trong album mới nhất của nhóm. Blackpink khiến khán giả thích tù hát theo. Hầu hết ca khúc trên concert đều được remix để tạo sự mới lạ. Sau khi nhóm trình diễn Pink Venom, ban nhạc chơi lại một lần nữa ca khúc để dàn vũ công thể hiện tài năng. Đan sâu của Blackpink đều có ngoại hình đẹp, nhiều người sẽ hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội, không kém gì các idol. Ngoài phần biểu diễn nhóm, các thành viên cũng có màn solo. Chỉ cả Jisoo là người biểu diễn đơn đầu tiên về ca khúc Flowers. Cô gặp sự cố vướng tóc và phụ kiện nhưng nhanh chóng xử lý. Mỗi khi cô hát tới đoạn điệp khúc, nhiều khán giả hòa giọng múa theo. Thời gian qua, ca khúc và vũ đạo nở hoa của Jisoo tạo trào lưu trên mạng xã hội Việt Nam. Jenny đốt cháy sân khấu với You and I solo. So với nhiều concert khác, Jenny được nhiều khán giả nhận xét hát nhảy nhiệt huyết, giàu năng lượng hơn. Trước concert, nhiều fan lo lắng cho sức khỏe của cô. Bảy ca sĩ từng phải rời sân khấu khi đang biểu diễn tại Australia hồi tháng 6. Mai Anh, 23 tuổi, cho biết dù đã xem hàng trăm lần các MV, tuy nhiên thì trải nghiệm thưởng thức Blackpink trên sân khấu trực tiếp hoàn toàn khác biệt. Cô nói hài lòng vì chương trình được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, giúp cho Blackpink có thể xóa hết mình. Coi concert là dịp đặc biệt trong đời, một fan còn cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của các Blink, tên gọi fan đần của nhóm. Trước đó từ 19 giờ, hàng nghìn fan lấp đầy khán đài, ổn định chỗ ngồi, biển người nhuộm hồng sân vận động Mỹ Đình bằng live của nhóm. Các fan hào hứng hát theo các ca khúc Shutdown, How You Like That, Pink Venom được phát sẵn trên sân. Trước giờ diễn ra show, trời đổ mưa nhưng nhanh chóng tạnh chỉ sau khoảng 30 phút. Hàng nghìn fan vẫn hào hứng xếp hàng check-in. Một số người bày tỏ tiếc khi đầu tư trang phục đẹp nhưng bị ướt. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Bon Pink. Tour khởi hành từ cuối năm ngoái đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu đô với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm này thu về hơn 4 triệu đô với khoảng 22.600 khán giả. Blackpink ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jenny, Lisa, Jisoo, Rose. Sau 7 năm hoạt động, dù mới phát hành hai album, nhóm nữ khuấy đảo làng nhạc với nhiều bản hit như Do 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 Do, Cuties Love, Pink Venom. Họ có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt. Ngoài âm nhạc, 4 cô gái nhóm còn là những người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang.